Hôm nay thì mình sẽ ăn món cá kho ha. Đây là cá lóc, thì gồm hai con cá nhỏ, cả nhà hai con lóc cá lóc nhỏ. Này là cá câu á, đi câu từ hồi trước khi dịch luôn mà để dành tới giờ luôn á, đáng lẽ là dùng để nấu bánh canh nhưng mà hôm nay đem kho cá luôn. Còn cái này là hành, đầu hành, đầu hành lá với lại ớt, mình gọi là cái gì nè, quên rồi, cái từ đó là cái gì, đâm ra. Đâm ra. Giờ mình sẽ cho 2 muỗng đường, 3 muỗng đó kho cá, thì cho nhiều nhiều đường, bột ngọt với lại tiêu. Ủa sao mẹ mở nắp ra vậy? Thì đây mình sẽ kho trong cái nồi đất này. Giờ mình đớp, chọn cái gia vị này lên. Ướp cá trước. Cá này cá nhà câu mình ra nó cũng ngon. Ướp này vô. Thay vì thắng nước màu nhưng mà mình không có thắng nước màu, mình có nước màu sẵn rồi, giờ mình ướp nước màu vô luôn, khỏi thắng. Lâu lắm rồi mới ăn cá ra nhà. Còn mấy con cá này tính để nấu canh, bánh canh bột sắt á, nhưng mà Nhi bệnh hoài không có ăn được đâu. Nấu cho miếng dầu ăn mà dầu phi tỏi á, dầu phi tỏi thơm lắm á, ướp vô luôn. Cho cá kho của mình đừng có khô á, béo thì nó không khô. Nó không khô một phần nha. Đây là nước màu, nước màu thắng sẵn á, ít ít thôi, đụng nhiều quá, nhiều quá cộng thêm nước mắm nữa cái nó đen thui thì lùi. Rồi để chút xíu cho nó thấm đi mình bắt lên kho. Để chút xíu cho nó tan đường, nó thấm vô đó. Yeah. Mình sau khi mà ướp xong á thì mình bắt lên bếp, giờ nó sôi nè cả nhà. Giờ mình cho nước mắm vô. Nước mắm. Cái nãy là gia vị đường không, giờ nước mắm vô. Rồi để cho nó sôi lên á. Dạ. Yeah. Cái mình nêm nếm lại đó. Nhưng để sôi từ từ cho nó thấm vô cá rồi xong. Nêm nếm lại, ví dụ như mặn quá thì mình nêm thêm vậy đó. Có lạc thì mình nêm nước mắm, nhưng mà không lạc đâu, mình đổ nước mắm vừa xăm sắp cá vậy là với số lượng đường vậy là nó bảo hòa, nó không có bị lạ, nó không bị mặn, nó không có thiếu, nó không có bị lạ. Thì ở đây mình có mấy trái cà tím này cả nhà, mình đã rửa sạch rồi và bây giờ mình sẽ đem đi nướng. Ở nhà mình không có bếp than cho nên là mình sẽ nướng bằng là chiên không dầu. Mình đi nướng thử nha. Trái này bự quá. Mẹ cắt bớt cái cuống đi mà. Cắt cứng, rồi cắt hết. Cắt bớt cái cuống cho nó, bỏ vô cho nó vừa nè. Bỏ mấy trái nhỏ vô trước. Chắc nướng trước 4 trái nhỏ nha mẹ. Còn trái bự nó dài quá nè. Bỏ vô vậy được không? Không. Cắt đôi cũng không vừa, nó hết chỗ rồi. Thôi được thôi. Tại trái này đang cong nè. Đây nè. Hết rồi thấy không? Rồi, vậy nè. Đóng lại được không? Được, được rồi, đứng đi. Bật lên. Nướng 200 độ trong vòng 15 phút. 20 phút thì 15 phút. 20 hả? Đó, giờ mình chờ 20 phút sau. 5 phút thì cà của mình nó như vậy này cả nhà. Chưa chín. Nói chung là chưa chín, bây giờ mình sẽ trở da. Trở nó lại cái nó ấy à. Nướng tiếp đi. Cà có vậy chứ nó khó chín lắm. Giờ mình đóng lại nướng tiếp. Đúng rồi Nhi ơi, chín ra nha. Dạ. Nhưng mà nếu mà muốn ăn mà ấy da da nóng quá.
Là ta sẽ làm sơ một cái. Đó, nóng lắm. Rồi sao nữa? Lọc ra rồi mình để coi cái độ chín chín nhiều không. Bốc khói lên luôn. Bây giờ mình giờ mình có một chút hành lá ở đây nè ha, mình sẽ cho vô đây muối, chút muối, bột ngọt với đường. Sau đó thì mình cho sẽ đường hơi nhiều xí vô. nhiều xí cho nó có cái độ ngọt ngọt á, nó ngon. Này nó có cái độ nóng nè, nó sẽ chín luôn. Còn ai không muốn thì bắt lên xào cũng được Nhi. Dạ. Xào ấy cũng được. Đây là chút dầu tỏi phi nè, dầu phi tỏi á, biết không? Tại vì cái này nó nóng, nó chín lắm rồi. Giống như là mỡ hành á. Ừ, mỡ hành á, ừ đúng rồi. Nóng quá. Ồ, mà nó mang cái vỏ hả? Không, vỏ gì nhất đáng gì. Cũng ngon. Vậy sao mình không gọt cái vỏ mà mình nướng? Nè, nó đâu có chất nước đâu. Nó đâu có ướt đâu. Lúc đó nó sẽ khô đét. Khô đét cái cà nướng. Ừ. Ừ sao được? Ừ. Quá đúng chứ ừ gì. Cái nước nó làm chế vô đây cũng được. Hiểu không? Gì vậy đó hả? Nhưng mà nướng cái này thì nó sạch sẽ hơn nướng than. Nướng than thì nó đen nó khét á. Dạ. Đó, mình để nóng vô vậy cái nó chín luôn cái hành mỡ rồi đó. Đó. Chút mình cắt ra ngắn ngắn cho nó dễ nè. Cà này là cũng cà của từ thiện người ta cho đó. Đâu, cà Đà Lạt. Ừ đúng rồi, ở xóm kế bên nhà họ có người thân ngoài Đà Lạt cái gửi đồ vô cái cũng cho mình chút đỉnh cái ăn cái đó. Gấp miếng gì vậy? Vũ cái nước gì vậy? Gấp ra nè. Cái vỏ dính. Ngon ha. Bốc khói luôn. Tại vì để như vậy nè, nó mới còn cái độ chín nó ẩm, mày hiểu không? Còn cái nước cà nó ngọt nó ra chứ mày gọt vỏ hết rồi còn gì nữa đâu nữa. Mày không kêu con bằng mày, kêu bằng con đi. Giả tạo quá. Ê Nhi ơi, mẹ ăn cơm không? Nghe nó ta thật thà. Mình đâu có đóng phim đâu. Đúng không? À, giờ mình đã tách xong rồi, giờ mình sẽ cắt ra cho nó ngắn bớt để mình dễ ăn. Chổng lên. Đủ rồi. Này đó mới được. Dễ trộn. Đó, trộn lên cho hành được. Hành này giờ chín hết trơn rồi đó. Ai muốn ăn hành nhiều thì bỏ hành nhiều. Tại nãy sợ hành nhiều quá. Có gì là gia vị thấm vô hết trơn. Ít hành quá ha. Rắc thêm miếng hành nữa. Thêm miếng hành nữa. Đó, trộn đều gia vị lên thấm. Nếm thử. Thấy nó lạc cái gì mà thích ăn sao thì bỏ gia vị vô. Nó kiểu mặn mặn ngọt ngọt. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Thì mình cho thêm miếng hành lá vô cho nó xanh xanh. Cho nó đẹp. Hành phi nữa. Đó. Ai muốn ăn hành chín thì để từ lúc nãy á. Nhưng mà cái cà này nó cũng nóng cả nhà. Nó vô rồi nó xèo hành nó hết rồi. Đây là hành phi. Đó. Rồi. Qua bánh đi. Bây giờ mình hâm nồi cá kho cho nó sôi lên rồi nè. Cái gì? Không ở đâu đang nóng mà không gì? Lộn. Bình nó là sẵn rồi. Cho bỏ tiêu vô nữa. Xoay nhắc ra. Đó thì bữa cơm của mình ngày hôm nay là có cá kho nè.
mới nhắc ra nó còn sôi trong nồi luôn. Rồi, với lại cà tím nướng, mỡ hành, hành phi. Đóng cửa là gì? Rồi, với lại cái này là cải chua trộn rau giá, giá hẹ. Chấm cá kho cũng ngon. Cái này ăn chấm cá kho nha. Rồi, mẹ. Còn đây là tô cháo của mình, cháo tôm. Vẫn còn phải ăn cháo nha. Chị đã ăn cơm mà có cháo cả nhà. Rồi. Và video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại comment ở phía dưới nữa nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye. Thank you.